Xin chào giảng viên bộ môn hệ quản trị dữ liệu SQL Server. Tôi là Nguyễn Mạnh Quang, học viên lớp QTN3. Hôm nay tôi xin thực hiện bài tập kỹ năng với đề tài Full Text Search, tìm kiếm toàn văn trong SQL Server. Mục tiêu của bài thuyết trình là giúp người dùng hiểu được về chức năng tìm kiếm toàn văn Full Text Search trong SQL Server, giúp người dùng nắm được kỹ thuật thiết lập chức năng Full Text Search và vận dụng chức năng này vào thực tế trong chương trình SQL Server. Nội dung trình bày của tôi gồm có 3 phần. Phần 1, tôi sẽ giới thiệu khái quát về Full Text Search. Phần 2, tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập chức năng Full Text Search và giới thiệu một số hàm được sử dụng trong chức năng này. Cuối cùng là phần 3, đánh giá ưu nhược điểm của chức năng Full Text Search. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu khái quát về chức năng Full Text Search trong SQL Server. Full Text Search, hay còn gọi là tìm kiếm toàn văn, là một tính năng của SQL Server cho phép ta có thể tìm kiếm dữ liệu trong các trường text một cách nhanh chóng, hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, Full Text Search trong SQL Server là cách tự nhiên nhất để tìm kiếm thông tin như công cụ Google. Ta chỉ cần gõ từ khóa và Enter là sẽ có một kết quả trả về. Như chúng ta đều biết, việc tìm kiếm dữ liệu trong SQL Server thông thường đều sử dụng câu truy vấn có chứa hàm like. Tuy nhiên, cách truy vấn này lại có một số hạn chế như sau. Thứ nhất là độ nhiễu cao, vì kết quả trả về sẽ khác và thường không chính xác theo như cái nhu cầu chúng ta tìm kiếm. Thứ hai là nó không linh hoạt, nhất là đối với các text dài. Thứ ba là tốc độ truy vấn chậm do các từ khóa không sử dụng index. Khi sử dụng chức năng Full Text Search, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất, nó tự loại bỏ các từ có ít hơn 3 chữ cái. Ví dụ, như ta muốn tìm kiếm từ đồ ăn thì sẽ không có kết quả nào trả về, bởi vì cả hai từ đồ ăn đều có ít hơn 3 ký tự. Thứ hai là các từ có gạch ngang ở giữa sẽ được xem là hai từ. Thứ ba là các hàng được ta theo thứ tự thích hợp từ cao xuống thấp. Và cuối cùng, nó sẽ tự động bỏ qua các từ có trong stop list của SQL Server như AND, OR, FOR. Mọi người có thể tìm danh sách các từ trong stop list này trên các trang mạng. Vậy chúng ta sử dụng Full Text Search trong SQL Server như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ đi vào phần 2, đó là kỹ thuật tìm kiếm trong Full Text Search. Để có thể sử dụng được chức năng Full Text Search trong SQL Server, thì đầu tiên chúng ta cần làm là thiết lập chức năng này. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách thiết lập chức năng Full Text Search. Ở đây tôi có một mẹo nhỏ giúp các bạn đỡ mất công hơn với việc tìm kiếm các từ tiếng Việt có dấu, nghĩa là các từ khóa tìm kiếm. Các bạn không cần phải để dấu mà kết quả vẫn trả về như ý mà ta mong muốn. Khi thiết lập một New Database, thì các bạn cần lưu ý ở thiết lập sau để có thể sử dụng tiếng Việt không dấu trong việc tìm kiếm. Sau khi đọc tên cho database, thì các bạn vào mục Options. Các bạn sẽ thấy Server Default. Thì các bạn bấm vào và tìm đến SQL Latin 1, CP1, CI, AI. Sau đó ấn OK để tạo một New Database. Vậy là khi chúng ta thực hiện việc tìm kiếm, chúng ta còn cần gõ những từ khóa tiếng Việt có dấu mà vẫn có thể tìm được kết quả như mong muốn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập chức năng Full Text Search. Ở đây tôi đã có một cái cơ sở dữ liệu là quản lý sách với một cái table sách. Các bạn kích phải vào table. Mình muốn thiết lập chức năng Full Text Search, ta chọn dòng Full Text Index. Sau đó là Define Full Text Index sẽ xuất hiện hộp thoại với một thanh chiếu, sẽ được thiết lập mặc định theo quá trình tables. Chúng ta đặt nhấn Next, sau đó chúng ta chọn mục Thông tin. Chúng ta cần đối chiếu tìm kiếm. Tiếp đó, các bạn chọn Automatically. Sau đó, chúng ta đặt tên cho New Catalog. Ở đây, tôi đặt là tìm kiếm toàn văn. Sau đó, chọn Next. Tiếp tục Next và Finish. Vậy là các bạn đã tạo thành công được chức năng Full Text Search. Vậy là chúng ta đã thiết lập thành công với chức năng Full Text Search cho table sách. Tiếp tục, tôi xin giới thiệu một số hàm được dùng trong Full Text Search. Thì một số hàm dùng cho Full Text Search khá nhiều, chẳng hạn như là Free Text, Contents Table.
Ngoài ra còn có một số khác nữa. Sau đây tôi xin giới thiệu về hai hàm cơ bản nhất, đó là Free Text và Contents trong chức năng Full Text Search. Đầu tiên, tôi xin nói về hàm Free Text. Đây là tìm kiếm theo kiểu fuzzy, tìm kiếm mờ với cú pháp hàm là Select from where Free Text, cột cần tìm kiếm và từ khóa cần tìm kiếm. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chức năng của hàm Free Text trong SQL Server. Đầu tiên, tôi sẽ sử dụng hàm Line tìm kiếm, để sau đó mới sử dụng đến Free Text, để chúng ta có thể so sánh sự khác nhau giữa hai hàm này. Ở đây, tôi muốn tìm chữ Anh, nhưng khi sử dụng Line thì lại cho ra kết quả có những từ gồm có phần Anh. Như các bạn thấy, kết quả trả về khá là nhiều, trong khi mục đích của tôi muốn kiếm chữ Anh. Tuy nhiên, lại có cả các từ khác bao gồm từ Anh, trong đó như là chữ Thành, chữ Hạnh hay là chữ Gánh. Đây chính là những từ bị nhiễu khi chúng ta sử dụng hàm Like. Bây giờ tôi sẽ sử dụng hàm Free Text để tìm kiếm chữ Anh để xem kết quả khác biệt như thế nào. Kết quả trả về chỉ có đúng một cuốn sách có từ Anh trong đó. Kết quả trả về đúng như tôi muốn tìm là chỉ có từ Anh mà thôi. Ngoài ra không có từ bị nhiễu nào khác trong kết quả trả về. Quay lại với hàm Like, tôi sẽ tìm kiếm lại một trường text lớn hơn một chút để chúng ta thấy sự thiếu linh hoạt trong hàm Like. Ở đây tôi tìm một chuỗi từ ví dụ như tôi muốn tìm một cuốn sách tên là Tình yêu tâm lý, thì kết quả trả về là không có. Chúng ta thấy không có kết quả nào được tìm ra bởi vì khi dùng hàm Like thì chúng ta đánh từ khóa ra thế nào thì nó sẽ đối chiếu vào trong tables mà chúng ta cần tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tôi tìm kiếm với từ tình yêu thì quyển sách có nội dung là tình yêu, thì những quyển sách có nội dung là tình yêu lại được tìm thấy. Trong khi đó, tôi sử dụng hàm Free Text và từ khóa cần tìm, tình yêu. Các bạn thấy kết quả trả về khá là nhiều do cái hàm Free Text này nó cắt nhỏ từng từ trong cái chuỗi tìm kiếm của tôi. Những dòng dữ liệu nào có chứa chữ tình, chữ yêu, chữ tâm, chữ lý. Dù có đảo ngược chữ lý, tâm, yêu, tình, thì kết quả cho được cũng vẫn như vậy. Đó cũng là một điểm hay của Full Text Search. Tôi sẽ thử tìm một từ khác với nội dung không liên quan tới nhau, chẳng hạn như là tình yêu món chay. Chúng ta xem kết quả trả về như thế nào. Ta thấy trong cột nội dung xuất hiện những dòng dữ liệu đều có chứa những từ khóa mà chúng ta cần tìm kiếm là tình yêu, sách hướng dẫn chế biến các món ăn chay trong đó. Tiếp đến, tôi xin giới thiệu hàm Contents. Đây là một kiểu tìm kiếm theo Boolean với các từ đi kèm như là and, or, near và một số từ khác. Cú pháp hàm như sau. Select from where contents. Cột tìm kiếm giữa hai từ khóa cần tìm chúng ta kèm theo từ and, or hoặc near. Bây giờ chúng ta dùng hàm contents để tìm kiếm xem như thế nào. Đầu tiên tôi sẽ tìm kiếm với từ or đi kèm đối với contents or. Thì kết quả sẽ trả về giống như free text. Nghĩa là những dòng dữ liệu nào có chứa từ tâm lý hoặc là thành công thì đều sẽ hiện ra như các bạn thấy. Thì kết quả trả về đều có chứa chữ thành công hoặc là có chữ tâm lý. Phần contents or này không khác mấy so với full text search mà chúng ta vừa làm lúc nãy. Sau đây, tôi sẽ thay chữ or thành chữ and. Chúng ta xem kết quả của contents and khác với contents or như thế nào. Đối với hàm contents and, thì kết quả trả về sẽ có ràng buộc hơn so với contents or. Có nghĩa là khi dùng contents and, thì dòng dữ liệu nào chứa cả hai từ khóa mà chúng ta cần tìm, thì nó hiện ra, còn chứa nếu một trong hai, thì sẽ coi như không có kết quả nào cả. Chẳng hạn như ở đây, tôi tìm từ khóa hạnh phúc và thành công, thì dòng dữ liệu tìm kiếm phải chứa cả từ hạnh phúc và từ thành công ở trong đó. Nếu chỉ chứa một trong hai, thì nó sẽ không lọc ra, và kết quả cho về không có hạnh phúc và thành công nào cả. Bây giờ tôi sẽ đổi từ thành công bằng từ tình yêu. Lần này thì có kết quả trả về chúng ta để ý là trong dòng dữ liệu này nó bao gồm có cả chữ tình yêu và hạnh phúc. Tôi sẽ thử tìm thêm chữ tình bạn và tình yêu xem thế nào. Ở đây cũng có một kết quả trả về và dòng dữ liệu đó có cả chữ tình bạn và tình yêu. Điều này cho thấy là hàm contents and có ràng buộc chặt hơn trả về kết quả với một phạm vi nhỏ hơn. Như vậy, tùy theo từng trường hợp
mà chúng ta sử dụng free text, content or hay content and. Ngoài hai hàm free text và content ra, còn có free table và content table. Cuối cùng, tôi xin đi tiếp vào phần 3 của bài thuyết trình, đó là đánh giá ưu nhược điểm của full text search. Về ưu điểm của chức năng full text search, giúp chúng ta tìm kiếm text rất nhanh, nó tối ưu hơn về sử dụng line khi thao tác với các trường text lớn. Về nhược điểm thì phải cài đặt thêm và cấu hình full text cho các trường muốn tìm kiếm theo full text. Khi viết query, cần thêm một hàm đối với các trường muốn tìm kiếm phụ thuộc vào Microsoft Search Service. Và cuối cùng là full text index, không được lưu trực tiếp vào database như các dạng index khác, mà lưu vào full text catalog riêng, dẫn đến việc backup restore database có full text thường không trọn vẹn. Khi dữ liệu ngày càng nhiều, thì vấn đề tìm kiếm những thông tin chính xác càng trở nên quan trọng với khối dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm nhanh và đúng thông tin mà chúng ta cần chức năng full text search trong SQL Server, cho phép chúng ta tìm kiếm một cách thông minh, nhanh và giảm thiểu nhu cầu viết các truy vấn tìm kiếm phức tạp với full text search, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được tài nguyên thời gian xử lý và giúp tăng sự thích hợp trong kết quả tìm kiếm với các cơ sở dữ liệu có lượng nội dung lớn, đem lại sự hài lòng cho chúng ta khi sử dụng chức năng này. Phần trình bày này của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn giáo viên bộ môn và các bạn đã quan tâm theo dõi phần bài tập của tôi.